cho em xin phép cho bạn Dương nói đi, bạn Dương nói đi, bạn Dương cứ ra tôi Trung Huy tuyên bố không quan trọng tuổi tác. Quan trọng là gì? Rung động. Tôi quan động, quan động. À, quan trọng cảm xúc và rung động của tôi thôi. Xin cảm ơn ạ. Bia rồi đấy chị ơi, hết văn rồi, hết văn rồi. Mình chỉ xem đăng thôi. Và anh này cao 1m85, em cảm thấy không đến. Chứ em có cần thêm một cái micro bổ trợ không? Em nghĩ là phải đặt một bộ loa cạnh giường ạ. Em có phiên dịch ở đây rồi. Tức là em muốn nói cái gì em cứ mạnh dạn, em giơ tay lên, giơ khăn cũng được. Em cứ nói qua Trung Huy, em nói qua Dương nói đi, Dương nói đi, Dương nói đi. Bây giờ Dương tự tin nói nè. Sao em 1m85, em muốn nói gì với lại Trung Huy? Em nói thẳng cho mọi người luôn. Quá tuyệt vời, quá là đẹp dài. Em chỉ biết nói thế thôi ạ. À khoan, lương lẹo. Tự nhiên em xoay qua em nói với lại Trung Huy là 1m85 quá tuyệt vời, quá đẹp dài. Ủa, thấy tự nhiên cái đâu tự nhiên nó nhỏ nhỏ đi là sao? Ý là em nói thẳng đi. Trước khi Trung Huy bạch mặt em đó. Vậy cứ nói thôi. Không có ai, không ai hết á, mình mạnh dạn lên, không gì hết á, tình yêu không ngăn cản gì hết á. Đúng rồi anh ạ. Mình là đàn ông với nhau mình phải thẳng thắn với nhau trong đúng rồi. Rồi, đó. Em nói đi. Em vì... vừa nói thẳng rồi ạ. Này, em mà để cho mọi người nói đúng cái gì mà em vừa nói là nó còn đi xa luôn đó. Đi xa luôn đó. Nhưng thật ra em không có nghe gì hết rồi cứ còn là gì sao? Là mọi người vấn bạn mà. Vi Dương dạ. Em tên là Vi Dương, không phải là Vi Vu mà cứ vi vu mà. Là chiếc máy bay. Thì ấy là một mình bạn sẽ lái 4 chiếc máy bay hay sao? Là nhiều, đóng nhiều, đóng nhiều vai luôn. Kiểu nghĩ đến vai nào đóng vai đó. Nên là em không hỏi anh. Em không hỏi anh. Ê, ghê gớm chưa? Đang đá quá. Đầu tiên là mình rất thích đi máy bay. Rất thích đi máy bay. Căn bản là bởi vì khi mà mình thích đi du lịch, mà nếu mà được đi trên máy bay, được ngắm nhìn thế giới qua ô cửa sổ, nó sẽ rất là đẹp. Và lúc ấy mình cảm thấy là mọi thứ nó rất là yên bình. Còn theo một máy bay theo một nghĩa khác ý, là từ trước tới giờ tất cả những người mà mình yêu Young pilot đều là những người hơn tuổi đó. Còn 1, 2, 3, 4 là số tuổi cách biệt của những người mình yêu. Tưởng 4 chiếc máy bay. Có người lớn hơn 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi và cả 4 tuổi. Dạ. Nếu bạn có sẵn sàng những cái số đó nhân với nhau không? Những cái số đó nhân với nhau á. Anh Vy ơi. No, không nhân nhé. Không, cái ý tuổi á, thí dụ như 2, thí dụ như 4 tuổi đúng không? Thì 2 x 3 là 6, thí dụ như bạn có thể yêu một người hơn mình 6 tuổi hay không? Ý em là vậy đó. À vậy hả? À, là mình nhân lên, thí dụ 2 x 4 là 3. Có một giới hạn nào cho số đó. Khoảng cách thế hệ không? Thực ra là em nghĩ là chắc chắn là mình phải có giới hạn. Quan trọng là mình phải tìm được người phù hợp với mình. Vậy em không quan trọng số tuổi, không có thước đo nào gì. Tức là em có thước đo về số tuổi. Nó không xa quá. Nó không có mũ 2 đâu ha. Đó thì đấy. Còn lại thì em vấn đề quan trọng là mình phải tìm được một người phù hợp với mình. Trung Huy có ngại tuổi tác không? Dạ em thì cảm xúc. Em rất là cảm xúc khi mà em rung động với một người nào đó. Thì không liên quan gì tới tuổi. Chắc chưa? Chắc mà. Chương trình phải ghi lại cái câu này. Ghi lại nha, làm ơn ghi lại giùm câu này ạ. Tôi Trung Huy tuyên bố không quan trọng tuổi tác. Quan trọng là gì? Rung động. Tôi quan động, quan động. À, quan trọng cảm xúc và rung động của tôi thôi. Xin cảm ơn ạ. Bây giờ anh ấy còn biết nhảy dù nữa. Bây giờ nhảy dù hồi nào rồi đâu rồi? Dù hồi nào rồi đâu rồi? Ủa?
Ý em là anh ấy có bất tử như các cameraman không á hả? Anh ấy nhảy dù, bây giờ anh vẫn ngồi đây thì là anh là bất tử, người bất tử. Nhảy dù. Đấy là lạm à, ok, hiểu cũng. Ok, Vy Dương vừa đã hoàn thành được một câu hỏi trọn vẹn mọi người. Khích lệ mới. Tuyệt vời. Tại vì lái máy bay mà không lái đến nơi đến chốn đi mà nhảy dù thôi ạ. Lại thêm một câu bình luận nữa. Quá tuyệt vời. Quá sâu sắc. Là, em đã vượt qua chính mình rồi. Hay quá. Quy thông nhận đấy, thật, em đang định nói ghế luôn đấy. Ghế của đứa ứng trước đúng chị? Hả? Hơi lát ha. Cái ghế đó là cái ghế lắc lắc lắc, đúng không? Chúng ta có ứng lắc. À không, đứt lắc. Thì bây giờ mình có Vi Vu. Vi Vu lắc. Cho tôi ngồi thử rồi. Tôi ngồi thử rồi. Qua thử coi. Ghế nó lắc nha. Mà sao xem nó sóng sóng gió nha. Tôi nghĩ cái người bất tử này là Zanka ghế lắc luôn. Cứu cho Quy, cứu cho Quy. Cái lái máy bay xong rồi ta cái tâm lầm thích xong rồi ta cái tâm lầm thích xe ra 7. Em nhả một sân gương trong miệng ra nói chuyện tiếp. Dạ, dạ, sân gương ra kìa. Thích xe ra 7 là thanh niên gương mẫu, người bất tử là thật ra em hiểu vấn đề đó nhưng mà dạy dù sao kỳ ta, cái ghế này bị ma thuật. Ghế thiệt, một cái ghế thật sự quá đáng sợ. Quá bây giờ khoan bây giờ em vô cái ghế Trung Quy em nói chuyện thử coi. Cái ghế đó nhiều năng lượng lắm đó. Sao cho người bất tử nè. Nào, hai, rồi em hỏi lại nè. Vô. Hai ba vô. Dạ người bất tử ạ. Rồi đúng rồi. Thấy chưa, chị thấy không? Đúng rồi, thấy không? Không phải, có vậy là có nghĩa là nó bị lan rồi. Thế em hỏi Vy Dương lại giùm chị đi. Là Vy Dương nghĩ gì về về Chiêu Nghi? Nghĩ gì về Chiêu Nghi? Chiêu Nghi, Chiêu Nghi, Chiêu Nghi, Chiêu Nghi. Đưa tay đây. Sao 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 bạn ấy nói sao? Sao 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 bạn ấy nói sao? Ê, em đo huyết áp thử bạn đó là sao rồi. Bạn đó... Này là bách mạch luôn hả? Bốc mạch, bốc mạch. Bách mạch chứ. Bạn đó nói nghỉ lâu quá vậy em, chắc là nghỉ nhiều lắm hả? Hả? Chắc là bạn ấy nghỉ nhiều lắm hả? Sao dạ, mà dạ, thấy dạ, lâu bạn quá? Nói với em nhiều lắm, bạn nói là... Nói không nhiều là tới luôn đấy. Bạn nói là... Bịa này, bịa rồi đấy chị ơi, hết văn rồi. Thanh lý hộ em cái máy dịch này với ạ. Ngon đó bạn. Rõ ràng là bạn nói với em là cái gì? Là cái gì? Là qua đi. Qua đi. Qua đi. Qua tour. Nào đâu, nó ra đây xem nào. Xong à, em hiểu rồi. Sao em? Bạn ý Vivu có nói là Vivu rất là thích cái mái tóc của bạn ý. Và Vivu sẽ lên đấy để gọi là cướp bạn ý về. Hả? Hiểu không nào? Đúng rồi. Đúng Vivu không? Em đúng thật không? Là dễ thương. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bạn Vy Dương sẽ ấn tỏ tình ngược. Sẽ ấn tỏ tình ngược. Ôi tuyệt vời quá. Vy Dương ơi, xin mời em lên sân khấu ạ. Quá tuyệt vời. Xin lỗi kỹ thuật tí. Lỗi kỹ thuật ạ. Tuyệt vời. Ôi không ngờ là em quá tuyệt vời, hôm nay em rất cai tảng rồi. Thưa quý vị, ngay từ những phút đầu tiên, Vy đã dành rất nhiều những mỹ từ dành cho khách mời nữ của chúng ta. Xin mời em ngồi ạ, những gì em cần nói em cứ nói hết ở đây không sao hết. Ủa êm quá, khá là êm. Có con người lên dịch không? Lên ngồi, có con người lên dịch khá là êm ấy. Hồi nãy em nói rằng là bạn rất dễ thương và em có rất nhiều điều muốn nói với bạn. Em thích mái tóc của bạn, ngoài ra em muốn nói điều gì nữa? Em đừng có dịch nữa. Không ạ, bọn em là phiên dịch viên cấp cao của Vy. Ok. Em ơi, Vy Dương ít nói chứ phải bị liệt. Vy Dương ít nói chứ phải bị liệt. Bị liệt hả? Đâu bị liệt đâu. Em làm cái bạn sẽ vậy, từ quá vô tri. Truyền âm. Đúng rồi, truyền xương ấy chị. Tôi hỏi lại nè, cảm xúc của em có hồi hộp không khi ngồi kế một người đẹp và rất gần với hình tượng mà em theo đuổi? Nào. Trả lời đi. Cái đó chị bùa em. Mỗi người một cách nghe. Vy Dương nói là thực ra là Vy Dương lần đầu lên ngồi ở vị trí này, Vy Dương cũng khá là hồi hộp. Vy Dương tương lai Vy Dương sẽ nghĩ là học mình làm MC
và khi mà ai book job á, thì sẽ dẫn phiên dịch theo để làm MC. Thì cái đó là vấn đề công việc thôi, còn tình cảm thì thấy bạn này khá là dễ thương. Bạn hôm nay bạn đã chọn một bộ váy hợp với Vi Dương. Vi Dương cũng rất là hân hạnh được mặc bộ đồ đen để Vi Dương bị người nước ngoài nhập em. Nói giọng Việt kiều quá vậy. Ok ok. Không, Vi Dương nói nhiều lắm chị. Còn phía bên này nữa, Vi Dương có nói là sau cái màn tỏ tình này nếu mà về cùng với nhau thì hứa sẽ tẩy tóc đỏ cùng với bạn ấy nữa. Vi Dương em thật là can đảm đó. Mái tóc của em là màu xám tro rất đẹp rồi. Em muốn làm tóc chung một chỗ luôn hả? Em có thể tiết lộ chỗ em làm tóc được không? Em có cần phiên dịch viên không? Vậy no. Thôi được rồi. Okay. Em làm tóc ở đâu? Em nghĩ sao về ở Đà Lạt hay là Sài Gòn? Dạ em làm tóc ở Đà Lạt. Em có thể về Sài Gòn nha. Tại vì anh nhuộm tóc màu xám ở chỗ rất là uy tín. Anh sẽ dẫn em đi nhuộm, hai đứa của mình cùng nhuộm tóc màu đỏ nha. Chị cơ, sẵn sàng trả tiền cho bạn nữ luôn á. Okay. Vậy à. Thế này em có muốn ăn gì thì anh sẽ dẫn em đi ăn. Cứu tôi. Nói nhiều lắm, em còn muốn hỏi. Xuất hồn ra đi. Không thôi em tốn tiền lắm đó. Trời ơi, mới có nhập hồn chút xíu thôi mà tốn hết mấy trăm ngàn tiền làm tóc rồi. Dạ, cảm ơn Trung Nguy rất nhiều. Cảm ơn Vi Dương. Ủa, em nói gì chưa? Em ít nhất phải chào bạn tiếng chứ. Nói hello cho anh em ơi. Rồi mà. Nói hello cho. Em chào liền đi, không thôi là mấy bạn lên lại đó. Đó. Xin chào em. Những cái lời mà anh định nói thì các phiên dịch của anh nói hết rồi. Đó, thấy chưa, Trời ơi, người ta phiên dịch xuất sắc mà. Anh rất thích cái mái tóc của em. Em cảm ơn. Anh không ngại nhuộm tóc. Không, tại vì là nó làm anh liên tưởng. Liên tưởng tới gì em? Liên tưởng cái gì, nói đến nói món anh lên. Món anh rất là thích. Mì tôm à? Mì tôm hoàn hảo. Sorry em. Cả lớp tay đâu tiễn anh Vi Dương về chỗ. Cảm ơn anh Vi Dương. Lần sau em nghĩ anh nên dắt theo hai bạn biên tập của anh. Anh bảo này, không có phiên dịch thì thôi đừng nói nhá, để cho mọi người nói cho.